SUV 7 chỗ gầm cao phù hợp cho gia đình và cũng rất là đa dụng. Đây là một chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất vào năm 2013 anh chị ha. Con xe này thì nó là số tự động máy xăng anh chị, số tự động máy xăng bản 2.7V một cầu với tông màu và tông màu xám lông chuột. Đó, con xe này thì đèn pha của chúng ta cũng có ốp nhôm và đèn pha được gắn bát khá là mới. Đó, rất là mới luôn anh chị ha. Con xe này thì nước sơn khá là bóng bẩy, sơn zin cũng còn rất là nhiều luôn. Bởi vì là nó cũng mới đi có 133.000 km thôi anh chị ha. Lốp xe còn cực kỳ là dày anh chị. Đó, lốp xe rất là dày đúng không? Xe này thì chúng ta có gập gương, chỉnh gương tự động luôn. Và ngoài ra thì mình có phần camera nữa nè. Đó, camera có đèn bô lẻ tích hợp bên đây luôn ha. Xe thì mình cũng có phần ba gam mui về che mưa, cũng như đã được trang bị thêm một cái bể bước chân. Ở phía bên trong thì mình có ốp bước chân, rồi ghế cũng là được trang bị ghế da luôn nè anh chị. Đó, ghế da luôn ha. Đây là cái hàng ghế phía ở sau nè anh chị. Đó, có bệ tự tay cho cả nhà mình luôn. Thảm sàn toàn xe, một con xe đi gia đình cho nên là nhìn chất ghế da cực kỳ là xịn luôn ha. Đó, trần xe đây rất là mới nha, có ba cửa gió điều hòa luôn anh chị. Ở phía đằng sau thì mình có hai cái màn hình giúp cho hàng ghế thứ hai giải trí nha. Đây chị xem nè, đằng sau này thì mình có phần ốp đèn hậu, có camera lùi, có cảm biến da, cũng như là khay chống trầy gắn sau. Đó, ba hàng ghế anh chị có thể gặp cái hàng ghế thứ ba lại nha. Đó, anh chị có thể gặp hàng ghế thứ ba lại thoải mái luôn. Rồi tất cả cái dụng cụ thì bên em đã kiểm tra cho anh chị rồi, còn đầy đủ luôn anh chị nha, còn đầy đủ, cũng như là ốc ác đây chưa tháo mở gì luôn nha cả nhà mình. Đó, đây là cửa phía bên tài anh chị ha. Xe có dán phim cách nhiệt toàn xe, có thảm tắp lô, vô lăng có tích hợp cái phím bấm điều khiển màn hình ở phía bên kia luôn nè. Đó, xe còn rất là mới nha. Xe này mà thì hộp số tự động phanh tay cơ, mới đi có 133.000 km thôi anh chị. Bây giờ em sẽ mở cái khoang động cơ ra cho anh chị cùng xem nha. Xe thì bên em đã kiểm tra tình trạng cho anh chị rồi nha, không đâm đụng hoặc là sửa chữa động cơ số gì cả, máy móc là còn nguyên, máy móc là còn nguyên zin cho anh chị luôn. Tất cả các lỗ hâm thụ xung lực thì như anh chị cũng có thấy ha, còn rất là tròn, rất là đẹp luôn. Xe thì đây phần khung sườn thanh dằn ở phía trước nè anh chị, thẳng tắp luôn nha. Đó, máy móc thì bên em cũng đã kiểm tra cho anh chị hết rồi, không rò rỉ nhớt hay xì dầu gì cả, máy móc động cơ hộp số là còn nguyên zin nguyên bản anh chị. Đó, hiện tại thì bên em Việt đang chào bán con xe này với mức giá là 439 triệu thôi anh chị ha, chỉ có 439 triệu. Và nếu như anh chị nào quan tâm tới chiếc xe SUV 7 chỗ gầm cao dành cho gia đình đa dụng này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 ạ. Chiếc xe này em đang chào bán là 439 triệu, pháp lý cá nhân sử dụng, biển số trắng tại Sài Gòn anh chị nha. Chiếc xe này thì bên em sẽ bao cho anh chị tích hãng, cũng như là có nhận trao đổi và thu mua xe ô tô cũ của anh chị đã qua sử dụng để mà anh chị có thể lên đời xe hoặc là đổi từ dòng này sang dòng khác luôn ha. Đó, và bên em còn rất rất là nhiều cái mẫu xe khác, chẳng hạn như là Xpander, Fortuner, CX5, Innova hoặc là Hyundai Starlet, Land Cruiser, Prado, có rất rất là nhiều cái mẫu xe khác 7 chỗ mà đa dụng nữa. Nên là anh chị nào mà đang quan tâm cái dòng xe nào thì có thể vào phần bình luận ở phía bên dưới em có quay chi tiết cái mẫu xe của bên em hiện tại đang có nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.